đất đai. Hôm nay con về đây cách xa đã bao ngày, lòng con sao hẳn quên ngày đêm mê đắm say trần gian. Xin cho con sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Hôm nay toàn thể đạo tràng thọ bát quan trai chùa Tịnh Lực chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lên đôi lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Với lòng khát ngưỡng giáo pháp của toàn thể đạo tràng bát quan trai chùa Tịnh Lực, vào hàng tháng cung thỉnh tất cả chư tôn thiền đức giảng sư trong mười phương câu hội về tịnh nghiệp đạo tràng chùa Tịnh Lực để ban bố pháp vũ, để cho ngõ hầu chư thiện nam tín nữ Phật tử nương theo giáo pháp của Như Lai để tiếp bước trên bước đường tu nhân giải thoát. Giờ đây đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thay lời ban tổ chức xin thành tâm nghiêng mình bái thỉnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ quang lâm pháp tòa ban bố pháp nhũ. A Di Đà Phật, thành tâm cung thỉnh ngài. Trên chư tôn thiền đức tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, hàng Phật tử chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền đại đức giảng sư tam bái. Rồi quý vị đứng dậy bưng khai lễ và kiền trì. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đại Hạnh Phổ Hiền để cung nghinh đại đức giảng sư quang lâm pháp tòa. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô
Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư và cùng toàn thể chúng hội niệm Phật Bổn Sư ba lần để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay toàn thể đạo tràng chùa Tịnh Lực chúng con xin được nghinh tiếp và chào đón Đại Đức Giảng Sư. Kính mời đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật trang nghiêm và thật dài. Và một lần nữa, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn vì nghĩ tưởng đến đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tịnh Lực mà Ngài đã về đây ban bố cho thời pháp sáng hôm nay. Trước khi vào thời pháp sáng hôm nay, chúng tôi cũng xin thông báo đến toàn thể quý Phật tử, Đại Đức Giảng Sư sẽ có thời pháp vào giờ này và vào lúc 1:30. Đại Đức sẽ tiếp tục thời pháp thứ hai vì chiều nay Ngài có Phật sự, cho nên mong rằng toàn thể đại chúng hoan hỷ và liệu tri. Và sau thời pháp vào buổi chiều thì chúng ta sẽ sám hối và Bố Tát Bồ Tát Giới xin thông tri lên toàn thể đại chúng liệu tri hoan hỷ. Giờ này xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức ban bố pháp thoại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa trụ trì và tất cả tăng ni hàng Phật tử, kính mến A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đầy đủ nhân duyên trở về chùa Tịnh Lực trong buổi thọ Bát Quan Trai và nhâm cái lễ Phật đản. Và quý vị Phật tử chúng ta có thường đi tắm Phật chưa ạ? Ai cũng biết đi tắm Phật rồi phải không? Hôm nay Pháp Nhẫn muốn cho tất cả quý Phật tử nam nữ chúng ta nhiếp tâm hướng về ngày đản sanh của Đức Phật. Trong giây phút tĩnh lặng, quý vị chúng ta lắng tâm nghe tiếng chuông, rồi chúng ta truyền năng lượng đến Bồ Tát. Bồ Tát nào quý vị biết không ạ? Bồ Tát Thái Tử Sĩ Đạt Tạc A Di Đà Phật. Quý Phật tử chúng ta hít sâu vô, thở ra nhẹ nhàng, tâm buông thư. Những khuôn mặt chúng ta nở ra nụ cười hoan hỷ, từ mắt, từ tai, từ cơ thể, hít vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Quý vị Phật tử chúng ta đặt tâm vào cái thở, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai. Kính mời Phật tử chúng ta hít vô, thở ra, và chúng ta truyền năng lượng ấy đến Bồ Tát Thái Tử Sĩ Đạt Ta A Di Đà Phật.
Trong thời gian quý vị đã trở về trong chánh niệm, trong giờ phút này Pháp Nhận sẽ gặp với tất cả Phật tử. Hôm nay Phật tử chúng ta có khỏe không ạ? Kính thưa quý vị, hôm nay là một cái nhân duyên rất là lớn lao đối với Pháp Nhận đã đủ duyên gặp tất cả Phật tử. Và cái nhân duyên lớn nữa là ngày khánh đản của Bồ Tát Thái Tử Thích Đạt Ta. Và quý vị biết rằng ngày Bồ Tát của Thái Tử Thích Đạt Ta thì tất cả người con Phật chúng ta ai ai cũng một lần phải có tấm Phật. Và quý vị hiểu cái tấm Phật là ý nghĩa gì không ạ? Thứ nhất là tấm cho sạch bụi trần, và tấm làm sao để cho chúng ta không còn ô nhiễm trần ai nữa. Chứ Bồ Tát là ở trên cung trời đủ sức, đâu còn cái nghiệp gì nữa đâu mà phải tắm, đúng không quý vị? Mà tại sao chúng ta làm lễ tắm Phật? Đó là tắm nhung thân Ngài. Nhưng ngay lúc đó chúng ta phải tắm vào trái tim của chúng ta, để cho chúng ta hết sự phiền não, âu sầu, khổ đau. Cho nên mới có ngày lễ tắm Phật. Nhân duyên hôm nay Pháp Nhận kể cái mẫu chuyện. Trước khi Pháp Nhận có họp ở Sài Gòn, có một vị hòa thượng có dạy, có một cô Phật tử quê thì ở Bến Tre. Mà cái thời mà năm 73-75 đó, thì cái năm đó thì Phật Pháp chúng ta nó không có cường thịnh. Có một cô Phật tử đó cũng lớn tuổi rồi, muốn đến chùa Duyên Minh để cúng bánh ít ngay ngày lễ Phật đản, ngay ngày lễ tắm Phật quý vị. Thì trước có ngày 14 á, bởi vô cái điểm từ ông Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bao nhiêu ông Phật thì cô này về gói bánh ít bao nhiêu cái sau đó cô mới vô cúng. Mỗi một tượng Phật chánh điện bao nhiêu ông Phật thì em để một cái. Người ta hỏi sao mà cô để nhiều cái quá vậy nè, chia ra cho nhiều cái cho mấy Phật cứ ăn, mỗi người một cái không ai dành ăn, sợ mấy Phật thiếu rồi dành ăn nó tội chết đi. Rồi họ cúng hết tất cả trong chánh điện rồi, ra những cái bàn Bồ Tát xong hết rồi, cái đầu bà đi về. Sau đó đi về thấy cái tượng Phật, Phật Thái Tử Thích Đạt Ta tôi đứng ngoài trước cửa để làm lễ tắm Phật á, thì bà cụ già nói sao quý vị biết không? Trời ơi, cụ gói bánh ít cho tất cả ông Phật chứ Bồ Tát mà quên cháu nghe. Cháu mời chiếc tiền năm sau nữa đó là bà sẽ gói cho con nghe. Tại năm nay lỡ có nhiêu rồi, bây giờ thiếu rồi, thôi con chịu nghe. Ai mà ác nhẫn quá, đưa cho đứa bé ra ngoài nắng đứng như vậy hoài, tội nghiệp quá vậy. Đó là lời của Hòa Thượng đã chỉ dạy. Khi mà ngày tắm Phật đó, thì cái bà lão ở đó đó, ở làng ở... hình như là Bến Tre, quê bà là Bến Tre. Nhưng hồi đó quý vị biết không, là Phật Pháp không có cường thịnh. Thời đó là thời, quý vị chắc cái tuổi đó chắc cũng biết ha, thời chiến tranh. Cho nên Phật Pháp nó không ai biết. Cho nên bà cụ ở đây, thôi bà về nghe con, để kỳ sau này á, là năm sau nữa lễ Phật đản bà gói cho con ăn luôn. Chứ bây giờ bà gói có nhiêu à, thôi con không cảm nghe. Đó là điều mà cô Hòa Thượng kể qua. Mà nhưng mà thật sự ra là bà cụ không biết đó là Phật đản sanh. Nếu chúng ta ngày nay thì chắc chắn ai cũng biết, đúng không quý vị? Dù lớn nhỏ hay đứa bé nó cũng biết là Đức Phật tay chỉ trời, ta chỉ đất, là thiên thượng thiên hạ, vô ngã độc tôn. Còn gì nữa quý vị? Còn thêm hai câu nữa. Là hai câu đó là gì? Sanh tử gì? Đó là một khi một câu nữa là nhất thiết thế gian sinh lão bệnh bệnh tử. Thiên thượng thiên hạ nghĩa là gì hả? Trên trời dưới đất là có bản ngã chúng ta lớn hết hả, phải không? Nhưng nó học có đúng. Trên trời dưới đất nó có hai cách, chơn ngã và giả ngã. Chơn ngã là gì? Chơn ngã là tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, thánh nhân vì một sự nhân duyên để xuống giáo hóa chúng sinh, vì thương xót chúng sinh gọi là chơn ngã. Còn giả ngã là chúng ta nè,
Giả ngã là gì? Nhà này của ta, tiền này của ta, áo này của ta, xe này của ta, cho nên ta mới khổ đau. Đúng không quý vị? Cho nên đó là giả ngã. Mà giả ngã là gì? Là do bản chấp. Cho nên thấy tử sĩ là ta ra đời là gì? Một nguyện. Một nguyện là gì quý vị? Vì muốn cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Còn chúng ta ra đời là gì? Vì nghiệp lôi kéo. Cho hôm nay Pháp Nhãn sẽ chia sẻ đề tài là lòng từ bi của Phật. A Di Đà Phật. Có cái bài kệ là xinh tốt như hoa sen, sáng ngời như bắp đậu, xin quay về nương tựa bậc thầy của trời người. Quý vị biết bậc thầy trời người là ai không? Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tốt như hoa sen. Quý vị biết hoa sen là đặc biệt nhất, răng bùng mà chẳng hôi tanh mùi mùi bùng. Nhưng chúng ta cũng có cái loại giống như hoa sen, đó là gì? Hoa gì? Hoa bông súng. Nhưng chúng ta ngắt lên từ bùng nó sẽ hôi không à? Hôi mùi bùng. Nhưng chúng ta sen có hôi không? Không. Tại sao vậy? Nghĩa là đời kiếp trượt, nhưng thái tử sĩ đạt ta chúng ta không có bị lôi kéo vào kiếp trượt. Mà vì Ngài là một vị Bồ Tát phổ minh từ cung trời đâu sức giáng xuống để làm gì? Để độ hóa chúng sinh. Cho nên hoa sen, người nữ chúng ta đó, có thể chúng ta lấy hoa cúc, hoa lài, hoa này, hoa kia, có thể chúng ta trang sức. Nhưng có ai mà lấy cái hoa sen để trang sức không quý vị? Có không ạ? Không bao giờ. Tại sao vậy? Tại vì hoa sen là tượng trưng cho sự tinh khiết, và nó cũng thuộc về sự nhân và quả. Tất cả các hoa khác có thể là nó úp vào những cái hạt lại, nó không cho thấy được cái quả. Còn hoa sen là sao? Nở tung ra thì cho chúng ta thấy được cái hạt, nghĩa là cái nhân gieo sao thì cái quả hưởng như vậy. Nhưng mà hoa sen chúng ta nên nhớ rằng là có thể là chúng ta nghĩ rằng là nở ban ngày, đúng không quý vị? Nhưng không phải. Hoa sen là nở lúc 2 giờ khuya hoặc là 3 giờ sáng, chứ không bao giờ nở giấc sáng. Tại sao? Tại vì giờ đó là không khí âm dương hòa hợp, nghĩa là thanh tịnh, cho nên hoa mới nở. Rồi sáng sớm chúng ta ra thấy hoa sen nó sao? Nó nở ra, nó thấy được những cái hạt, hạt sen, gọi là thấy được sự cái quả của nó. Muốn nói rằng có nhân tức có quả. Dù có đạo Phật hay không, hay là không đạo Phật, hay tất cả các đạo khác, cũng phải tin vào nhân quả. Và người không có đạo cũng tin vào nhân và quả. Bây giờ đạo Phật nghĩa là gì? À, quý Phật tử chúng ta có thể chia sẻ đạo Phật là gì? Có Phật tử nào có thể nói được không ạ? Đạo Phật là gì? Đạo Phật là từ bi. Đúng rồi đó, chính xác. Cho chàng phỏ tay đi. Còn một câu nữa, Phật giáo nghĩa là gì? Phật tử nữa được khen rồi. À, chú nói là trí tuệ. Đạo Phật là gì? Bên đây với cô Phật tử, với chú Phật tử. Đạo Phật là giác ngộ. Rồi các bác mày sao à? Đạo Phật là gì? Đạo Phật nghĩa là giáo truyền. Nghĩa là Đức Phật ra đời là giáo truyền cho tất cả chúng sinh không khổ đau vì sự tham sân si. Vì Phật giáo đi đến đâu là bình an đến đó. Cho nên chữ Phật giáo là Phật dạy. Mà dạy những gì quý vị? Chân lý. Phải không? Trước khi Đức Phật Thái tử Siddhartha ra đời á, là có giáo pháp chưa? Đạo Phật ta có chưa? Chưa. Nhưng nhờ Ngài lớn lên, rồi Ngài tầm đạo, rồi Ngài xuất gia tu học,
rồi ngài mới đắc, đắc đạo mới truyền được pháp, gọi là pháp gì? Tứ, tứ diệu đế. Rồi từ khi đó có pháp rồi mà có tăng chưa quý vị? Chưa. Sau đó là nhờ ai mới có tăng? Năm. Đó, vì vậy mới có là Phật, pháp, tăng. Cho nên mình nương tựa bậc thầy của trời người đó là ai? Ba ngôi quý báu đó là gì? Phật, pháp, tăng. Sen quý nở đài giác ngộ, nghĩa là mỗi người chúng ta đều là cành sen. Chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta nghĩ lại, chúng ta có khổ đau không? Ta bà có quyến rũ ta không? Ngồi đây với lắm lúc cũng thích nghe này nghe kia lắm à. Cho nên ta bà gọi là gì? Ngủ, ngủ trượt. Rồi kiếp trượt, phiền não trượt. Cho nên có quý vị, người ta đi đi thiếp á, quý vị biết người ta đi thiếp không? Khi người ta đi thiếp á thì cái thằng thức của người ta bay ra cái thân thể tứ đại này nè, rồi cái ta nhìn vào thân thể rất là hôi tanh. Khi người ta muốn nhập vào cái sự thân tứ đại á, người ta không chịu vô. Tại sao vậy? Tại vì mình sống ở đây quen rồi, cho nên mình thấy cái thân này nó sạch sẽ, mình phải trang điểm cho nó đẹp, mình phải làm đủ cách để cho nó thơm tho. Nhưng thân tứ đại chúng ta xuất ra rồi, hành thức chúng ta bay ra vào cái xác này thì nó sẽ là hành màu đen, hôi tanh vô cùng. Cho nên nhiều người ta đi thiếp xong, người ta không bao giờ đảo vào cái thân này. Nhưng muốn cho tất cả chúng sanh hiểu được, ngoài cái vũ trụ này nó còn có nhiều nhiều cái thế giới khác, cho nên người ta phải đành nhập vào để ta cởi lại cho mình nghe. Cho nên những người mà đi thiếp á, là ta nói ha, thưa thầy, khi mà con biết á, là con xuất cái thân này ra đó, là cái thân thể con nó đen mà nó tanh hôi, giống như của Diễn Đạt, giống như là thầy đi ngang một cái chợ mà chợ cá vậy đó. Nó hôi như vậy đó. Khi mà mình nhập vào rồi, tự nhiên cái mùi hôi nó sẽ hết. Quý vị thấy những người bán cá không, ta ngồi đó là suốt cả ngày nhưng mà ta không có hôi, nhưng mà mình đi phớt ngang lại hôi không à? Hôi không? Đó, thân thể chúng ta nó giống như chợ cá vậy, nó hôi tanh như vậy. Nhưng vì một cái sự nhân duyên, Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài phải chấp thuận vào một cái bào thai của người phụ nữ. Cho nên gọi là đản sanh. Chúng ta là gì? Bị sanh, chứ không phải là đản sanh. Đản là gì? Đản sanh nghĩa là sự từ trên cõi cao và giáng xuống ở dưới ta bà này mới gọi là chữ đản sanh. Mà người mà đản sanh là thứ nhất là Bồ Tát, chư Phật hoặc là tất cả vị thánh nhân. Chứ ngoài ra mình không có sử dụng hai chữ đản sanh. Quý vị có khi nào quý vị có sinh con có ai dám nói đản sanh không ạ? Không. Đó là bị gì? Bị sanh. Cho nên khi đứa bé ra đời chúng ta cắt lên tiếng khóc là nếm mùi dương thế. Còn Thái tử Sĩ Đạt Ta là sao quý vị? Vừa ra đời sao? Đi bảy bước. Rồi còn gì nữa? Ta chỉ lên trời, rồi ta chỉ xuống, xuống đất. Nghĩa là không có thế gian này không có đứa bé nào mới sinh ra đời mà đi bảy bước cả. Phải không? Cái đó là gọi là gì? Truyền thuyết của Bắc truyền. Còn bên Nam truyền ta gọi là gì? Lịch sử. Nghĩa là sanh ra đời Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng sanh từ bụng mẹ. Nhưng quý vị, khi mà Hoàng hậu Ma Gia đó mang thai đó, thì theo phong tục của người phụ nữ sao quý vị? Của người châu Á, người phương Đông là phải về quê ngoại. Quê ngoại để làm gì? Để sanh con. Để sinh con rồi sau nhân duyên đó, người ta 9 tháng 10 ngày là sanh ra rồi. Còn Thái tử Sĩ Đạt Ta 11 tháng mới sanh ra đời. Ngay cái nhân duyên đó, từ ở thành Ca Tỳ La Vệ đến đâu quý vị? Vườn Lâm Tỳ Ni. Và ngay đó Hoàng hậu Ma Gia
mới sanh con tại nơi đó. Và cái thời kỳ xứ Ấn Độ đó, không phải như bây giờ chúng ta ở Mỹ đâu, không có bác sĩ nhiều, bác sĩ giỏi cũng không có nữa. Có ai đi xứ Ấn Độ biết rồi đó, là những người ở thôn quê họ rất là nghèo, rất là khổ, chứ không phải như cái thời bây giờ của mình đâu. Bắt đầu hoàng hậu đến vườn Lâm Tỳ Ni, bà mắc sanh. Nhưng khi mà bào thai nó lớn quá, theo lịch sử của Nam truyền nha quý vị, nghe hệ thống của là Na Nang Đà đó, là Bharadatta đó, là của Nam truyền đó, là có lịch sử đàng hoàng. Còn bên Bắc truyền của chúng ta thuộc về là Maya Maha, nghĩa là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết chúng ta sanh thái tử ta là từ đâu? Bay ra từ bên hông? Không phải. Và đi bảy bước ta chỉ trời và ta chỉ đất, gọi là thiên thượng thiên hạ, vương ngã độc tôn, nghĩa là truyền thuyết. Nhưng mà truyền thuyết cũng có sự thật. Quý vị nhớ là thánh giống chúng ta không? Bạo cơ chúng ta không? Cũng là truyền thuyết, nhưng có là lịch sử. Còn Nam truyền thật sự là người ta đi y đúng như chương trình mà hoàng hậu Maya sanh. Thì khi hoàng hậu Maya sanh ra không được thì phải đành mổ, mổ bên bên phải để lấy con ra. Thì khi mà hoàng hậu Maya đó sanh con ra rồi, vua mừng rỡ mới thỉnh tất cả những đạo sư gọi là đạo Bà La Môn đó trở về vườn Lâm Tỳ Ni, thỉnh hoàng hậu và thái tử trở về. Về đâu quý vị? Lâm Tỳ Ni đi đến đâu? Ca Tỳ La Vệ. Cho nên tất cả các chư Phật bảy đời không bao giờ có hạ sanh giống như Ngài. Nhưng Ngài có là tại sao? Vì nó có lịch sử thật sự. Rồi cho nên quý vị thấy ở Việt Nam chúng ta tới ngày đảng sanh thì sao? Có xe dương cổ đó. Xe dương cổ nè, có trống kèn nè, rồi có làm cái lễ dân hoa, rồi xe hoa nữa. Thì khi ngay mà vua Tịnh Phạm Vương nghe con mình đã ra đời đó, thì Ngài mới đem các xe lại để dựng cổ, để làm một cái sự xe hoa cho vui mừng ở đất nước của Ấn Độ. Vì vậy ngày lễ Phật đản nơi nào chùa nào cũng có làm lễ. Và ở đây thì không, chúng ta không có thấy là xe dương cổ, chứ bên Việt Nam có. Quý vị thấy coi trên mạng không? Thì có. Đó là do sự tích của vua Tịnh Phạm Vương muốn cho đất nước biết rằng Ngài đã sanh con. Mà vì hoàng hậu Maya là 45 tuổi Ngài mới mang thai, cho nên sanh rất là khó. Từ mà vườn Lâm Tỳ Ni mà trở về ở xứ Ca Tỳ La Vệ á, đường vòng. Rồi sau đó bà cái thương bà đau quá, 7 ngày sau bà nguyên tiên. Cho nên đó là lịch sử của Nam truyền. Còn đối với Bắc truyền chúng ta là thái tử Siddhartha ra đời từ ở bên hông? Không phải. Nghĩa là cuộc đời thái tử ra đời luôn luôn lúc nào Ngài cũng làm việc phải hết. Nếu ai là người con Phật thì cũng theo giống Ngài là phải làm việc phải. Rồi bảy bước hoa sen là ý nghĩa gì? Là bảy vị Phật ra đời. Còn nói về không gian đó, nó có là bốn hướng: đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, giữa. Giữa là gì? Là cõi ta bà, gọi là cõi trung, trung ương. Cho nên Ngài ra đời là ngay cái cõi trung ương. Vì cõi này chúng sinh nó có khổ đau, cho nên có thể mình truyền pháp, nó hiểu được tỉnh giác, cho nên mới gọi là Phật Đà. Ví dụ như tất cả chúng sanh ở đây, cả quý Phật tử và pháp nhẫn, mà lúc mà chưa tu đó, ta gọi là chúng sinh. Bây giờ mình phát tâm tu rồi, ta gọi là gì? Giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là gì? Là gì? Là Phật Đà. Giống như ngày xưa mình không biết, mình lo đi đi bar, hoặc là đi đánh bài, hoặc là đi ăn nhậu, vân vân, hay là
đủ thứ của thế gian, nhưng giờ mình không đi nữa, gọi là gì? Giác ngộ rồi đó. Chứ không phải thấy gì ngộ ngộ mà giác. Thấy không? Cái đó là giác ngộ. Mà giác ngộ đó mới gọi là Phật Đà. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên đau khổ ta bà mới khổ. Cho nên đạo Phật ra đời nó gồm có năm cách. Một là có giáo chủ, hai có giáo lý, ba là có lịch sử, bốn là có nghi lễ, năm có tín đồ. Mới gọi năm cái truyền thống này mới gọi là Phật giáo. Giống như chúng ta thấy chùa này gọi là chùa gì? Tịnh luật. Tịnh là gì? Thanh tịnh. Luật là gì? Giới luật. Người nào bước vô chùa này là phải có giới luật trang nghiêm, mới gọi là chùa tịnh luật. Cho nên đạo Phật chúng ta đó, mỗi cái bảng hiệu chùa nó có ý nghĩa riêng của ngôi chùa đó. Mà đạo Phật chúng ta nó có gồm hai cái hệ phái. Quý vị Phật tử chúng ta nhớ hai hệ phái nào không ạ? Nam truyền và Bắc truyền, phải không ạ? Nam truyền gồm có những nước nào? Thái Lan, Biên Điện, Lào, Campuchia, phải không ạ? Còn mà bên Bắc truyền gồm có nước nào? Trung Hoa, Việt Nam, rồi ai nữa? Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bổn. Nhưng chúng ta được hạnh phúc, Việt Nam chúng ta có hai hệ phái luôn, phải không quý vị? Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền là những các sư mà ta quán y đó. Quý vị có thấy các sư quán y mà y hoại sắc không? Quý vị biết y hoại sắc là y nào không ạ? Y hoại sắc là màu nâu nha, chứ không phải là màu vàng này đó. Nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta gồm có hai hệ phái Nam truyền, Bắc truyền, rồi sau đó có một hệ phái nữa, ai biết được hệ phái nào? Tổ Sứ Minh, Minh Đăng Quang. Vì ngài là phát triển từ Nam truyền, ngài mặc đồ theo Nam truyền, nhưng ngài tu theo kiểu Bắc truyền. Năm 1944 có hệ phái Khắc Sĩ ra đời. Hệ phái này nằm ngay chính giữa, nghĩa là lấy tư tưởng của Đại Thừa người ta tu, nhưng ta đắp y theo Đức Phật để nhớ tưởng lại Đức Thích Ca Mâu Ni còn xứ Ấn Độ. Cho nên có hệ phái năm 1944, đó là hệ phái Khắc Sĩ của do Tổ Sư Minh Đăng Quang truyền ra. Mà tại sao bây giờ các chư tăng ai cũng mặc áo này? Ai hiểu không ạ? Tại sao vậy? Áo này là phải áo của Phật không? Không phải. Áo này là áo của Trung Hoa thời đời Đường. Các vị nhớ không ạ? Mà áo của Đức Phật là quấn cái y đó. Các vị Nam Tông đã quấn cái y mà màu nâu nâu đó. Đó là bên hệ phái Nam truyền, đúng như Đức Phật gọi là hoại sắc. Màu đó mới gọi là màu hoại sắc. Còn màu này là gì? Chủng tộc vua chúa, thời vua chúa. Hồi xưa đó, xứ Ấn Độ nha, xứ Trung Quốc nha, mà ai mà mặc màu vàng này là bị xử bắn ra, gọi là gì? Xử tử hả quý vị? Tại vì sao? Cái áo này là áo của vua chúa mà. Nhưng mà từ khi cái thời vua Vĩnh Bình đó, ở Trung Hoa đó, ngài có một vị quốc sư là thầy của ngài, đó là vị tu sĩ. Mà từ bên Ấn Độ sang bên Trung Hoa đó là quấn cái y á, mà có cái vai nó thấy kỳ quá, cho nên ngài vua Vĩnh Bình á mới cho một vị quốc sư đắp cái hậu của vua, và ngài cho thêm một cái y này gọi là cái y khắc tâm. Chứ cái y của khắc sĩ là phải là y này ha. Nhưng vẫn đắp y của Phật, nhưng gọi là khắc tăng.
thay thế có cái móc. Các vị thấy không? Cho nên quý Phật tử chúng ta thấy các sư bên Bắc Tông lúc nào cũng có cái móc, không có móc thì buộc dây. Còn quý sư bên bên Nam Tông đó là người ta là quán sát vô luôn, y theo hệ thái của Đức Phật ngày xưa chứ không phải là vua chúa. Nhưng tại sao qua bên Trung Quốc mà lại có cái màu vàng? Là vì do vua cho phép quốc sư mặc cái áo màu vàng. Màu vàng là màu chủng tộc, loại gọi là gì? Vua chúa đó, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên thời mà xứ Trung Quốc và sau đó mới truyền qua bên Việt Nam. Việt Nam chúng ta bị đô hộ từ cái nhà đời Đinh Bộ Lĩnh, thời từ Đinh Bộ Lĩnh. Cho nên vì bên Trung Quốc nó đồng hóa với mình, cho nên ngày nay các thầy mặc giống tựa với Trung Quốc. Các vị thấy giống không ạ? Các vị sư Trung Quốc cũng mặc giống vậy nè. Việt Nam chúng ta cũng giống như vậy. Cho nên các vị thấy cái áo màu lam của quý Phật tử không phải là của bên Ấn Độ, mà bên đâu quý vị biết không ạ? Bên Trung Quốc. Thật sự ra xứ Ấn Độ là tất cả cư sĩ là mặc áo màu trắng, gọi là bạch y cư sĩ, là cái áo mà Quan Âm mặc đó. Mà ngày nay là tất cả Phật tử mà bên các sĩ họ mặc cái áo trắng mà có cái bâu đó, đó là cái áo, đó là áo của người Ấn Độ, gọi là cư sĩ tại gia. Còn gọi một câu nữa là bạch y cư sĩ. Nhưng mà cái thời Đức Phật đó, sao tới thời sau này nữa, khi Phật đã nhập diệt rồi thì có một hệ phái Hồi giáo họ xâm nhập vào đất nước Ấn Độ, cho nên Hồi giáo sẽ tiêu diệt Phật giáo trong lúc đất nước đó. Mà trong cái thời đó có một cái trường học của Ananda, của Phật giáo mình đó, thì cái thời đó người Hồi giáo họ giết hết chư tăng, không còn ai sống ở xứ Ấn Độ nữa. Thì từ đó những nơi nào mà di tích của Phật giáo đó đều tan vỡ đập hết. Cho nên quý vị thấy đi qua xứ Ấn Độ, quý vị thấy toàn là chỉ còn là một cái kho tàng thôi, đâu có thấy cái gì đâu. Quý vị Phật tử nào ở đây có ai đi xứ Ấn Độ không ạ? Nơi di tích của Đức Phật á là không còn gì nữa, nhưng tất cả các nước khác trở về xứ Ấn Độ để làm lại. Vì đó đạo Phật chúng ta nó đi qua hai cách, từ ở bên Nam truyền và Bắc truyền. Nhưng tại nơi xứ Ấn Độ lúc đó không còn Phật giáo, chỉ còn Hồi giáo và đạo Hindu. Còn Phật giáo chúng ta đi truyền sang những phía châu Á khác, gồm có là Việt Nam nè, Trung Quốc nè, Hàn Quốc nè, Triều Tiên nè. Còn Nam truyền thì sang qua Thái Lan, rồi ở đâu nữa quý vị? Lào, Campuchia, Biển Điện. Thì từ đó sau một thời gian sau này là người ta mới biết được Phật giáo. Mà cái thời Đức Phật ra đời đi bảy bước qua sen đó, quý vị có nhớ rằng là tại sao Đức Phật đi bảy bước qua sen là tượng trưng cho bảy vị Phật, mà con số 7 của xứ Ấn Độ là thuần dương, nghĩa là cực dương, là thời đó là phát triển nhất. Bảy vị Phật đó gồm là: thứ nhất là Phật Tỳ Bà Thi, hai là Phật Thi Thí, ba là Phật Tỳ Xá Phù, bốn là Phật Câu Ly, năm là Phật Câu Na Hàm, sáu là Phật Ca Diếp, bảy là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mới có bảy vị Phật là bảy bước qua sen, tượng trưng cho sự trong sạch của tất cả chư Phật ra đời hiện ở xứ Ấn Độ. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ, xứ Ấn Độ là con số 7, là con số hên. Bên Trung Quốc số mấy là số hên quý vị? Số 9. Việt Nam chúng ta số mấy à? Việt Nam số 8 à? Theo thầy nghĩ là hầu hết là cũng số 9 đó. Quý vị đồng ý không à? Số 8 lại cầm. Cho nên đó,
là Việt Nam chúng ta nó ảnh hưởng Trung Quốc nhiều quá rồi, cho nên nó la lai quá rồi. Thì thật ra là Việt Nam mình á, cái gì chính là chịu à. Đúng không quý vị? Đồng ý chỗ này không ạ? Dạ. Chính nước mờ với bù chứ. Dạ. Cho nên cuộc đời của ta đó, từ thời Đức Phật ra đời đó, hôm nay chúng ta bị nghiệp, đến ngày nay chúng ta chưa ra khỏi cõi gì? Cõi ta bà. Và có thể mình nói như thế này cũng được nè, thời Đức Phật ra đời cũng có mình rồi đó, có vị tin không ạ? Cũng có mình rồi đó, nhưng không phải, đừng nói không biết tu, ta nghe ta phân bì. Nó sao không? Tu ngại ngày đi chơi, ngày sau có đi đủ thứ hết, uống rượu, uống trà, uống bia vậy vân vân. Rồi cho nên mình lẳng quẳng tối ngày, rồi suốt cuộc đời mình vẫn còn ở ta bà. Gọi là sáu nẻo luân hồi, gọi là sao? Trôi lăn trong khổ đau. Vì vậy chúng ta đã hiểu được Phật Pháp rồi, thì hôm nay Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là sao? Mục đích ta ra đời là muốn cho chúng sanh ngộ nhập trí kiến Phật. Cho nên có bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh đó, kinh nói gì? Là kinh bông sen đó quý vị. Nghĩa là bộ kinh đó là lòng trong sạch của tất cả con người chúng ta, từ ở trong bùn mà chẳng hôi tâm mười bùn. Cho nên quý vị thấy nè, hoa sen lá xài được không? Hoa xài được không? Cây xài được không? Rồi cái nhụy nó xài được không? Cái hạt nó xài được không? Không bỏ cái gì cả. Quý vị thấy cái lá sen nha, mà quý vị gói vào một cái gì đó là cái đồ đó nó không có hư. Tin không? Quý vị tin cái này không? Ví dụ những cái lá khác gói có thể là nó bị hôi, nó bị lên meo, lên mốc, nhưng lá sen chúng ta gói lại là nhất là xôi đó. Quý vị gói lại đi, nó không có hôi, nhưng mà chúng ta để vào bọc thì nó sao? Nó lại hôi. Nó tiết ra cái sự tinh khiết của con người. Nó giống như con người chúng ta. Nếu mà ai thanh tịnh á, ai cũng thích, ai cũng đến với mình hết. Còn mình phiền não sao? Thôi, không tới rồi nha. Và là có phiền não quá, không có thích tới. Cho nên cuộc đời chúng ta nhìn cái hoa sen chúng ta tu đi, thì tự nhiên trượt quế là bùn nhơ nó sẽ sạch hết. Không cần chúng ta phải bỏ và trừ, tự nhiên nó sẽ bỏ ra. Trong kinh Đức Phật nói là biển không bao giờ chứa thấy gì? Thấy ma. Dù cho người ta chết chìm 3 ngày nữa thì nó cũng phải phình lên. Phình lên rồi sao? Phải tóc vào bờ. Cho nên sự biển là tượng trưng cho sự lòng từ bi của Đức Phật. Nếu chúng ta là người con Phật, chúng ta có từ bi giống một chút như Ngài thôi là người ta cũng đã đủ mến rồi. Bây giờ mình có từ bi nè, mình biết thương yêu nè, rồi mình không ghét ai nè, thì vậy có ai ghét mình không? Có ai ghét mình không à? Nhưng mà quý vị thấy đặc biệt tất cả tôn giáo khác là người nữ không được xuất gia. Đúng không à? Đạo Anu có không? Có con người nữ xuất gia không? Đạo Hồi có không? Đạo Chúa có không? Đạo Chúa có hả? Hình như là Mai Sơ thôi, chứ đâu có đồng với đâu đồng như Đạo Phật đâu. Đạo Phật là giới phẩm của Tỳ Kheo Ni và Tỳ Kheo Tăng, nó bằng nhau, nó bằng cái giới phẩm nhau, cho nên người ta đảnh lễ. Cho nên khi mà trên chùa đó làm lễ đó, Tăng Ni được quyền ngồi chung với nhau. Còn bên Thiên Chúa, Mai Sơ đâu có được ngồi chung với cha đâu. Quý vị có đồng ý với này không à? Cho nên một cuộc cách mạng của Đức Phật rất là tuyệt vời, cho người nữ bình đẳng tánh. Cho nên mới có chư ni đó. Và Ngài viết ở sau trong bộ kinh gì? Bộ kinh Pháp Hoa, long nữ 8 tuổi thành Phật. Loài thú mà còn thành Phật kìa. Trước khi thành Phật là nó hiện thân làm con người, gọi là người phụ nữ. Khi tái sanh, khi mà long nữ mới nói với tất cả tỳ kheo á, bây giờ các ông thấy tôi là loài thú, tôi dâng lên hạt ngọc cho Đức Thế Tôn, tôi chuyển sang làm Phật rất nhanh. Tại sao vậy?
Hạt ngọc quý vị tượng trưng là gì? Sự tinh khiết, tấm lòng trong sạch của loài thú. Nó hiện thân lên dâng cúng Đức Phật, cho nên lòng trong sạch đó Đức Phật sẽ hoan hỷ chấp nhận cho họ ngộ nhập chi kiến của họ, gọi là hạnh hành Phật. Cho nên tất cả tôn giáo khác, nữ không được quyền đứng gần gũi những người xuất gia. Giống như Nam truyền bây giờ cũng vậy đó. Sư ni á, chỉ là họ gì? Tám giới thôi, giống như quý Phật tử gì đó. Không có tỳ kheo ni. Nhưng mà bất tâm sao? Có được tỳ kheo ni. Cho nên quý vị rất là mừng và rất là phải biết ơn Đức Phật. Và người kế tiếp đó là Ngài A Nan. Vì có Ngài A Nan mới có nữ được xuất gia. Và tất cả hôm nay đi chùa, sư thầy thấy thật sự ra là hầu hết là người nữ nhiều hơn người nam. Nữ người ta ngộ đạo hơn nhiều, nhưng mà tu hoài mà không thấy ai thành. Hai cái đó nó khác nhau, phải không? Vì chữ tu nó không liền với chữ hành, cho nên không có bằng các chữ sư tăng và cư sĩ nam. Tuy ít nhưng mà chất lượng à. Nói vậy Phật tử nữ đừng buồn nghe không. Thật sự ra người nam á, thì Đức Phật nói là rất là đầy đủ có phước mới được khăn năng. Nhưng sau đó Đức Phật cũng thương cho tất cả Phật tử nữ. Vì vậy chúng ta có một ngày gì? Ngày gì mà của ngày phụ nữ? Mùng 8 tháng cái gì? Phải không? Mùng 8 tháng 3 là ngày bình đẳng cho tất cả bên giới với nữ. Mà Đức trước khi Đức Phật đã ra đời là cho bình đẳng rồi. Sau này thế giới mới cho ngày mùng 8 tháng 3 là ngày bình đẳng với phụ nam. Đúng không quý vị? Vì vậy Đức Phật có phải là thương người nữ nhiều không? Phải không? Thương nhiều đó. Cho nên quý vị và người nữ phải luôn luôn tu nhiều một chút xíu để biết ơn Đức Phật. Còn với các người Phật tử nam á, tu lai gai cũng được. Tại vì sao? Vì Phật cũng có thương rồi, cho nên phước báo đầy đủ rồi. Nhưng nói như vậy chúng ta phải cố gắng tu nha. Để làm gì? Để tâm chúng ta bình đẳng tâm. Nếu tất cả chúng sinh ở đây mà mỗi người đều có tâm từ bi á, thì thầy nghĩ chắc không có sự chiến tranh, không có sự cự cãi, không có sự hơn thua, không có sự giận hờn. Đúng không quý Phật tử? Phải không? Phải cho chàng mất ba. Cho nên mấy vị biết á, cái thời Đức Phật gồm có là 5 cái giai cấp, chứ không phải là 4 giai cấp. Một là Bà La Môn, phải không quý vị? Hai là gì? Sắc Đế Lợi. Ba là gì? Huệ Xá. Bốn là gì? Hủ Đà. Đủ Hủ Là La. Năm là gì? Ba Ria. Ba Ria là người từng đi hốt phân. Những cái giai cấp này quý vị biết không? Khổ lắm. Bây giờ thầy sẽ chuyển khai về Bà La Môn. Bà La Môn á là sanh từ đâu? Sanh từ miệng của chư thiên. Cho nên từ miệng của chư thiên là Bà La Môn. Quý vị nhớ nha. Cho nên những người này là thuộc về là đặc biệt á, đi đâu ha. Ví dụ như là những cái giai cấp mà thấp hơn đó, gặp cái nhóm của Bà La Môn đi là phải phát ra, phải quỳ xuống. Quỳ xuống còn làm gì nữa? Phải hôn chăn nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Giai cấp nó cao thượng như vậy đó. Đó, vì như vậy. Thứ hai nữa là Ca Đế Lệ. Ca Đế Lệ là dòng dõi của vua chúa mà hôm nay là chúng ta có ai? Thái tử Siddhartha, dòng dõi của vua chúa. Và con của ai? Con của vua Tịnh Phạm. Phạm gì? Vua Tịnh Phạm. Mà chúng ta cũng là con của ngài vua Tịnh Phạm, dòng họ Thích. Đúng không quý vị? Vậy thì chúng ta cũng là thuộc về giai cấp quý phái giàu sang, chứ không phải nghèo đâu. Đồng ý không ạ? Phải không? Chúng ta có 4 giai cấp,
bốn cái chúng mà tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, vậy là quý vị phải là con Phật không? Vậy là quý vị phải con của dòng họ Thích không? Vậy là quý vị là sanh dòng gia tộc giàu sang phú quý chứ không có nghèo, phải không ạ? Người nào chưa quy y mới không phải là con của Phật, đúng không? Vậy là trong đây có ai, tất cả có ai quy hết chưa? Có ai mà không quy không ạ? Có ai không quy không? Có nghĩa là có quy hết rồi, đúng không? Đó là giai cọc. Giai tập thứ nhì, giai tập thứ ba là vệ xá, là những người mua bán. Những người mua bán là khi mà giai cấp này mà gặp giai cấp vua chúa đó thì phải đi ra nhường cho vua chúa đi. Còn giai cấp tiếp nữa, Hủ Đà La, là khi mà giai cấp vệ xá mà đi đó, Hủ Đà La phải xích ra để cho Hủ vệ xá đi. Còn khi mà giai cấp Hủ Đà La đi đó, rồi Ba Ri á, là cái giai cấp mà gọi là đi hốt phân đó, thì phải nép qua cho cái dòng tộc này đi. Nói chung từ cái trên thấp thấp từ 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 xuống, nhưng cuối cùng Đức Phật độ cho một vị người bên Ba Ri A là người hốt phân, đó là ai quý vị nhớ không ạ? Khi cuối cùng Đức Phật đang nhập Niết Bàn, độ xuất gia cho một vị đó, ai nhớ được? Ngài Đi Đi Đề. Ngài Đi Đề là ngài hốt phân. Sau đó vua Tư Nặc á, ông mới tức, ông nói tại sao Đức Phật là một người gọi là giàu sang phú quý gia tộc mà cho cái người mà đi hốt phân đi xuất gia làm tu bằng với tất cả hàng tỳ kheo vậy? Thì nghe đó ông mới đến hỏi Phật. Phật mới kêu ngài Đi Đề ra hỏi. Thì ngài Đi Đề mới nói là con phát tâm muốn tu vì con muốn vào tăng đoàn. Mà khi đó Đức Phật nói này tỳ kheo, hiện lai tỳ kheo, thì ngài Đi Đề tóc rụng, râu rụng. Thì nghe đó ngài chứng đắc A-la-hán. Tại sao mà nhanh thế quý vị? Ai hiểu được chuyện này không ạ? Tại vì ngày Đi Đề đâu có tu ngày nào đâu, mới vừa vô rồi xuất gia cái Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, râu tóc đều rụng. Tại sao vậy? Vì đời trước ngài đã tu rồi, đời này ngài hiện thân vô một người nghèo cùng để làm chi? Để nói rằng đạo Phật chúng ta không có giai cấp, đều là bình đẳng hết. Còn tất cả đạo khác thì phải có giai cấp. Cho nên nếu mà chúng ta là một người đơn giản mua bưng bán bợ gì đó, hay là chạy xe lôi xe kéo gì đó, mà cạo đầu xuất gia vô trường học Phật, rồi vô trường học Phật Pháp, thì đã gọi là cái gì quý vị? Đã gọi là ông thầy. Còn mà lúc mà chạy xe lôi xe kéo kêu ê lại chở tao coi, đúng không ạ? Phải không? Vì như vậy thì vô đạo Phật rồi là không có còn giai cấp. Nếu như vậy Đức Phật chúng ta là phải là một người gọi là trí tuệ sáng suốt không? Phải không? Cho nên ngài mới nói là ngài ra đời muốn cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, thấy được tâm Phật của mình thì kiến tánh mới hạnh Phật. Cho nên chữ Hán gọi là chữ Minh và chữ Nguyệt, Minh Nguyệt hợp lại gọi là sáng. Còn mà nếu mà chữ Minh với chữ Nguyệt không hợp lại mà thêm chữ V với chữ O nữa là sao? Vô minh, thì cho nên chúng sanh hoài, phải không ạ? Giống như mình đi tu, giống như ông Lan với ông Điệp là thua rồi, không? Có bài ca gì tôi biết mà, người ta đẹp người ta sang, anh quý anh mê, anh sang anh trọng, nên quên đi con đường xưa lối cũ, cho nên anh dò dỏ một mình, em dò dỏ một mình, đó là tu theo kiểu con Lan. Còn mình tu thì sao? Từ tâm giác ngộ. Nhưng mà tu như con Lan sao vô chùa có còn bò khổ không? Vẫn khổ y nguyên, thấy không? Vậy thì quý vị chúng ta phát tâm tu có giống cô Lan không? Không. Tại vì sao? Vì mình nhận được cuộc đời là khổ, cho nên mình mới vô chùa. Mình nhận được cuộc đời không là gì của mình, mình mới phát tâm đi tu. Quý vị, thầy kể cái chuyện này vui lắm. Cái ông này ông bị bệnh tai biến nhẹ,
Khi mà ông vô bệnh viện rồi, ông có cái chụp gì cho cái miệng để gọi là thở oxy đó, ai cũng biết cái này mà ha. Thế thầy đến thăm, cái ông dở cái oxy ra, ông nói thầy, xui quá tự nhiên giờ con bị tai biến nhẹ rồi, con còn cái miếng đất ở Phú Mỹ Hưng đó, con tính làm cái công ty, thầy bữa nào con khỏe rồi đó, con thỉnh thầy lại ăn gì Phật nghe. Nó nói trời đất ơi, mô Phật, chết cái bên mà không lo, lo xây cái công ty để làm cái Phú Mỹ Hưng để làm công ty, mà trong khi đó hai thở nó kế một bên tích tắc là đã chết rồi, mà không lo cái sự chết mà lo gì, lo sự nghiệp. Cho nên con được con người chúng ta khổ lắm, nhầm người ấy quý vị không, ngồi chơi cái gì chứng khoán rồi đánh bài rồi lo cái này kia, tới lắm lúc mà cái chuyện mà lên mạng để cái gì đó quý vị, cho những cái gì đó mua bán qua lại đó, chứng khoán phải không, phải không ạ? Còn để cái ổ bánh mì với cái chai nước kế bên nó không dám bỏ, sợ nó uổng. Nhưng mà cái khi mà chết kế bên mà cũng không sợ luôn, giống như cái ông đó đó, giàu lắm à, nhưng mà tai biến rồi đó mà cũng còn sao. Bữa nào á con thỉnh thầy lại để làm cái lễ gì, không phải cái lễ để ra mắt gì đó, khánh thành, đúng rồi đó. Tôi nói tôi có lại là lại các cầu siêu trong thì có chứ lại gì, bây giờ chết rồi, chết ngắt rồi, nhưng mà của lại mênh mông để cho vợ xài, thấy không, làm cho lắm rồi sao, cũng ra đi tay trắng thôi. Giặc ở đời như mặt dính dao, ai tham ăn cơi miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận, đúng không quý vị? Cho nên cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không có Đức Phật á, thì chúng ta rất là khổ á. Cho nên mình rất là may mắn, rất là hạnh phúc có Đức Phật ra đời. Để làm gì? Để cho mình nhận được cái tâm Phật bằng với Ngài. Những cái giáo pháp khác, những cái tôn giáo khác là chỉ có một nhất như giáo chủ thôi. Còn mình sao? Đức Phật đã khẳng định tất cả chúng sanh đều sẽ đang thành Phật. Vậy thì sự tham lam, sự ích kỷ, sự nhỏ mọn của mình bỏ sạch hết thì mình có phải là Phật không? Phải không? Tất cả sự tham lam, si mê, sân si, ích kỷ chúng ta bỏ sạch, đó là một vị Phật tương lai. Đó là chúng ta từ bùn mà chẳng hôi tắm mùi bùn. Vậy thì con người chúng ta sống ở cõi đời này, ai là người không ham tiền của đâu, ai cũng ham hết. Nhưng chúng ta ham như thế nào? Biết đủ là được. Các vị biết đủ là được, các vị hiểu không ạ? Cuộc đời chúng ta cho giàu cách mấy đi nữa, rồi chúng ta cũng nhắm mắt, cũng đem tay không. Nhưng mà đem được cái gì các vị? Không, tội. Như vậy, phước, tội phước hỡi ai tạo lấy, chính mình tạo lấy, đúng không? Nhưng chúng ta ở đời ai cũng muốn chúng ta làm giàu, nhưng mà người ta quên đi cái phước. Mà bây giờ mình chuyển lại, bây giờ mình không muốn làm giàu nữa, mình bây giờ muốn làm giàu cái khách khác. Làm giàu cái khác làm gì? Làm phước, thấy không? Mình làm phước mình mới đem theo phước, mà phước đó mới theo mình suốt cuộc đời. Làm phước rồi chúng ta phải tu, thì phước huệ mới gọi là sống tu. Ngày xưa mình mê, mình thích kiếm tiền nhiều để lo cho con, lo cho vợ, lo cho chồng vân vân. Bây giờ mình cũng làm nữa, nhưng mà làm mình sẽ làm chuyển qua cái hướng khác, nghĩa là gì? Vừa làm có dư, làm từ thiện rồi lo tu, ngay đó chúng ta được cái gì? Được phước. Mà phước mà có tu nữa là phước huệ sống tu. Cho nên quý vị thấy á, nhầm người khổ lắm. Đi làm rồi cực cả ngày rồi, tìm cái chỗ nào cho nó vui chơi, cho nó bớt cực, cho nó sung sướng cuộc đời mình, ngày mai cái đi làm tiếp. Nhưng sự thật ra nó còn hết không? Nó có hết. Cái đó là chúng ta vô tình, chúng ta trốn tránh trách nhiệm.
mà chúng ta muốn mà cho nó hết á, là phải làm sao? Đi làm về chợt ngồi xếp bằng tụng kinh niệm Phật, rồi ai khổ có tâm cho. Cái tiền mình đi chơi đó quý vị gửi về Việt Nam cho những người nghèo, vậy thì quý vị có phước không? Vậy thì quý vị nó hết cái nghiệp không? Hết chứ sao không hết, phải không ạ? Nghiệp là do mình tự tạo, vì lòng mình tham. Hồi xưa mình không biết tu, mình tham đủ thứ, mình cho nên mình đó mình không biết tu, mình là thích đủ thứ. Bây giờ mình không thích đủ thứ thì mình có số dư đó mình gửi cho ai? Cho những người nghèo. Cái tiền mình đi chơi đó mình cho những người nghèo, phải không? Vậy thì chúng ta tạo phước chưa? Vậy thì quý vị có gửi ngân hàng chưa? Có chưa? Ngân hàng gì? Ngân hàng Phật. Thì như vậy chúng ta nếu mà để được như vậy thì khi chúng ta nhắm mắt lâm chung, chúng ta có sợ hãi không? Không. Tại sao chúng ta nhắm mắt ra khỏi đời này ta sợ hãi? Ai nói được? Miếng tiếc. Rồi, mấy chú sao? Cô nói là liếng tiếc, đúng đó. Cho nên nhiều các quý vị thấy không, nhiều người liếng tiếc á, rồi tái sanh ra làm loài thú để giữ của. Mà cái mẫu chuyện này hình như là chuyện Phật giáo có đó. Ông trưởng giả đó, quý vị có nghe mẫu chuyện này không? Khi mà ông để cái kho vàng, cái tiệm vàng, và ông để vào cái góc nào đó, khi ông chết bắt đắc dị tử đó, ông mới tái sanh làm con chó. Các vị có nhớ cái mẫu chuyện này không? Rồi khi ai đi ngang á, thì con chó này nó cũng sủa hết. May mắn con chó này được đủ phước gặp Đức Phật. Đức Phật vừa đi ngang, chó nó sủa nữa. Đức Phật ở nơi này, trưởng giả, ông vì cái sự mà ham lam cái vàng mà ông cắt ở dưới đầu nầm đó, cho nên ông mới tái sanh làm chó. Bây giờ ông lại có tâm này nữa hay sao? Ông phải nương buông bỏ đi để ông tái sanh làm người, ông tu tiếp. Chứ nếu như vậy ông khổ lắm à. Thì con chó nó nghe được thì nó khóc, nó nằm dò dò hoài à. Cái người chủ nhà đó là ai quý vị biết không? Con trai của ổng đó. Ngay lúc đó con trai mới ra hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao con chó nhà con gặp ngài, tại sao nó buồn vậy, nó không ăn uống gì? Thì Đức Thế Tôn nói, con biết con chó đó là ai không? Là ai không quý vị? Cái đoạn nói không, không biết. Đó chính là ba của nhà ngươi, là ba của con. Vì sự mà cắt giấu tiền vàng bạc, cho nên vì vậy mà tái sanh để làm con chó để giữ của này. Bây giờ cho nên khi mà ta khai thị, nó hiểu được, nó khóc, nó buồn, nó thảm. Thì cái đêm đó đó, thì con của cái ông trưởng giả nằm chiêm bao mới thấy cha mình kêu là phải đào lên bao nhiêu hũ vàng ở đâu 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 đó, thì một phần nửa thì cúng dường tam bảo, còn phần nửa làm phước, còn bao nhiêu đó đưa lại cho con ổng để sống qua ngày. Thì vừa xong đêm chiêm bao đó thì sáng ra đứa con của ông trưởng giả mới đào lên thì đúng y gan như vậy. Vừa xong là con chó tắt hơi thở và tái sanh làm người. Thì cái mẫu chuyện này không phải Đức Phật nói là mà không có đâu. Ngày nay bây giờ cũng nhiều nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy con chó ở chùa Phước Hưng á, Sa Đéc á, con chó nó rất là cao, nhưng mà nó ở nhà kế bên á. Sau đó nó đòi ăn á, bà chủ nhà lấy cái đũa khỏ mỏ nó thôi. Nó dặn nó bỏ đi, nó bỏ cái nhà đó, nó qua bên chùa Phước Hưng ở luôn. Mà quý vị biết vì cái nhân viên nó ham ăn, bà chủ gõ cái mỏ nó mới bỏ đi. Nhưng mà nó biết dặn nha quý vị. Qua chùa Phước Hưng ở, rồi á, ông thầy sư phụ trụ trì đó, ông mới đưa về trả lại cho chủ nhà ta, nó không về. Nó cũng chạy qua chùa nó nằm nữa. Quý vị biết không, nó rất là khôn lanh. Nghĩa là các thầy mà đến đó ha, nó muốn ăn bánh mì á, tại ngoài trước cửa chùa nó bán bánh mì, là phải đưa cho nó 500 đồng, nó cắn cái miệng nó ra, nó để cái miệng nó lên cái bàn tay của cô đó, là cô đó đưa ổ mì nó chạy vô nó ăn. Mà đặc biệt nha quý vị, không ăn đồ mặn, ăn đồ chay không à, ăn bánh mì không vậy đó. Vậy thì quý vị nghĩ rằng đây là kiếp gì? Đời trước nó đã có
có tu mà cũng là con người mà không biết lỗi lầm chi, mới tái sanh làm chó. Nhưng vì cái một cái nhân duyên là bà chủ đánh nó vì cái sự tham lam ăn, cho nên nó tỉnh giấc, nó vô chùa, nó phát tâm nó tu. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cuộc đời chúng ta sanh ra đời, đầu tiên chúng ta là chữ tham đứng trước. Nghe tên chỗ này không ạ? Tại vì mới sanh ra đời là sao? Khóc lên tiếng khóc oa oa là đổi gì? Đời bú. Phải không ạ? Đời bú mẹ, đó là tham rồi. Cho nên vị thánh nhân ra đời nó khác chúng sinh. Thánh nhân người ta không có tham, cho nên người ta mới chuyển hóa được con người chúng ta. Còn mình ra đời là tham, tham ăn, tham uống, tham đủ thứ, cho nên gọi là thích đủ thứ. Thấy không ạ? Cho nên cuộc đời chúng ta, mẫu chuyện con chó đó để cho chúng ta ngẫm xét lại. Cuộc đời này không có gì là của ta cả. Nhà này của ta không quý vị? Rồi chồng này của ta không à? Vợ này của ta không à? Con này của ta không à? Xe này của ta không à? Thế nào cũng không phải của ta. Nhưng mà chồng tho chút xíu là khóc chịu không nổi. Thầy thấy rồi, khóc. Thầy ơi khổ lắm, thầy ơi chồng con bỏ con đi mấy hôm nay, ăn nhậu quá rồi, giờ đi luôn rồi thầy. Ngày khi chưa có ly dị mình là chồng của mình, rồi sao ly dị mình là chồng của người ta. Vậy có thật không? Không có thật. Tại sao chúng ta bám vào thật để cho đau khổ vậy hả? Cho nên chồng vợ là của người ta chứ không phải của mình. Bởi người xưa ta nói là gì? Chồng xấu dễ xài, củi ung dễ gì? À, củi tre dễ nấu, xin lỗi. Thấy không? Chồng xấu dễ xài. Ừ thôi lựa xấu đi cho nó chắc ăn. Phải không ạ? Đồng ý không ạ? Thì kính thưa quý vị, ở đây thầy muốn nói rằng tất cả chúng ta vợ chồng ở cõi ta bà này đó là tùy duyên. Khi còn vợ còn chồng thì là của mình. Khi mà người ta muốn đi rồi là của người ta. Đừng bao giờ cưỡng lại, không có hạnh phúc đâu. Sự hạnh phúc đó là gì? Sống trong thực tế và phải nuôi dưỡng tâm từ bi. Vì có lòng từ bi chúng ta mới có trí tuệ. Nếu chúng ta không có từ bi, chúng ta không phán xét thì chúng ta khổ đau lụy. Mà lụy là người ta khổ hay là mình khổ? Vậy thì cái khổ đó do ai chuốc lấy? Do mình. Cho nên quý vị tán thán Đức Phật thì Đức Phật hay lắm. Khi thấy Tử Sĩ Đạt Ta ra đời á, rồi lớn lên có vợ. Vợ tên gì? Gia Du gì? Rồi có con tên gì? La Hầu La. Mà cắt cái cơm đi vô rừng tu liền. Cho nên quý vị thấy không? Đức Phật sinh ra đời là ở đâu? Dường Lâm Tị Tỳ Ni. Khi xuất gia ở đâu? Dòng sông gì? Vago nè. Rồi thứ ba nữa, khi ngài hành đạo ở đâu? Hả? Dưới cội Bồ Đề. Rồi khi ngài nhập Niết Bàn ở đâu? Hai cây Sa La sông Thọ. Vậy thì thấy Tử Sĩ Đạt Ta có nhà không? Có nhà không quý vị? Thấy Tử Sĩ Đạt Ta có nhà. Nhưng Phật có nhà không? Không có nhà. Vậy là cái thành Ca Tỳ La Vệ hỏa nhà của Thái Tử sao? Nhà Thái Tử đó. Thấy không quý vị? Thấy thua chưa? Thì nó lẹo cái là quý vị thua liền. Đức Phật không có nhà, Thái Tử Sĩ Đạt Ta có nhà. Phải không? Trước khi quý vị làm Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó là có nhà. Khi mà có cái pháp danh là Diệu A, Diệu B, Diệu C, chúng ta đã là không có nhà rồi đó. Mà chúng ta bám vào nhà nữa là chúng ta khổ, chúng ta tự chuốc lấy cái khổ. Chỉ thì ta có pháp danh rồi, chúng ta có nhà không? Không. Khi chúng ta còn chưa có pháp danh thì chúng ta đã có nhà này của ta, chồng này của ta, vợ này của ta, đã có pháp danh rồi. Đó là duyên sanh. Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Thì như vậy chúng ta còn khổ không? Không. Chúng ta không khổ vậy thì lòng ta có từ bi chưa?
vì có từ bi đó mới thấy được trí huệ đó. Cho nên Thái tử Sĩ Rập Ta ra đời nơi nào cũng không có nhà, và ngài ra đời mục đích để cho chúng ta đừng chấp vào cái giả ngã của con người khổ đau trong cõi ta bà này. Quý vị có đồng ý chỗ này không ạ? Phải không ạ? Cho nên ngài biết rằng chúng sinh khổ lụy vì sự sanh lão bệnh tử, cho nên ngài mới ra bốn cửa thành. Bốn cửa thành ngài nói sao? Thấy cái hỏi ôi. Tại vì sao? Thái tử Siddhartha ta lúc còn ở trong thành á, là vua Tịnh Phạm Vương không cho những người nào già đến gần, mà người nào chết ngài cũng không cho đến gần, toàn là cứ ca hát múa đờn mà những người đẹp tuyệt vời không à. Những người nào mà già già mà sắp sửa chết đó, vua Tịnh Phạm dời đi chỗ khác hết. Cho nên Thái tử Siddhartha đâu có thấy ai chết đâu mà biết. Cho nên ngài mới đi dạo cửa thành, ngài mới thấy rõ ràng, ngài mới phát tâm xuất gia. Ngài mới gặp ai? Có một người giả tăng sĩ gợi lòng thái tử, đó là Bà La Môn. Ngay đó ngài mới thấy được nhận thức chỉ có sự tu mới an lạc, sự tu mới là hạnh phúc. Cho nên tu là sự an lạc nhất con người chúng ta. Nếu ai biết chữ tu đó thì chúng ta được sống bình yên. Nếu chúng ta không biết chữ tu đó, thì chúng ta đời tham lam nè, ích kỷ nè, nhỏ nhoi đủ thứ. Thì mục đích Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời là muốn khởi lòng từ bi, không phải riêng ngài, mà cho tất cả chúng sanh phải khởi lòng từ bi giống như ngài. Vậy thì hôm nay nhân dịp này, Pháp Nhẫn gửi tấm lòng từ bi của tất cả chư Phật và tất cả chư Tăng để gieo trồng thêm cho tất cả Phật tử để hiểu được thế nào là lòng từ bi, và muốn tu như thế nào để không còn khổ đau nữa thì chúng ta phải phá đi cái giả chấp của con người chúng ta, để lấy sự trơn ngã của Đức Phật. Và nếu là trơn ngã thì con người chúng ta không có cái gì của ta cả. Trong kinh Đức Phật nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng thành thức cũng đều như vậy. Cho nên cõi đời này chúng ta từ mà tạm gác, mà nương theo mà sống. Chúng ta sống một cái gia đình là một đoàn cải lương. Người đóng vai cha, người đóng vai mẹ, người đóng vai con. Người nào đóng tuồng nào phải đóng cho thật vững và thật hay thì tuồng cải lương đó người ta coi mới nhiều. Nghĩa là cõi đời này là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nhưng chúng ta biết thì không khổ. Đồng ý không quý vị? Hôm nay Pháp Nhẫn chia sẻ đề tài lòng từ bi của Phật. Mong tất cả quý Phật tử luôn luôn giữ tâm từ giống như Phật. Cầu chúc cho quý vị được bình an. A Di Đà Phật. Trong nhiều phút này quý vị có thắc mắc gì hỏi đáp thì có thể đứng lên hỏi ạ. Dạ, mời Chúa ạ. Kính thưa quý vị, thì chùa Phước Hưng á, là Sê Đéc là chùa tổ, tổ của sư phụ thầy. Thầy có sư phụ trụ trì ở chùa Tam Bảo ngay góc cầu Nha Măng. Mà góc cầu Nha Măng ý, là lên chùa Phước Hưng á, là cũng rất là gần. Nói về đến cái chỗ này á, thì năm thầy đi tu á, thì có hai anh em. Một người anh bạn đều học đại học. Thì hôm đó ngày Tết, rồi anh bạn này cũng muốn đi xuất gia. Rồi Pháp Nhẫn thì cũng muốn đi xuất gia nữa mà không biết đường đi, và không biết chùa nào là để đi. Thì đó ở nhà thì ăn chay niệm Phật, rồi ai dụ đi tụng đám hay là tụng kinh thì cứ đi thôi, chứ đâu biết đạo là gì, chỉ biết là ăn chay tu hành thôi. Quê thầy thì người ở Châu Đốc, An Giang. Rồi hai anh em mới hợp tác nhau đi xuất gia, nhưng mà giấu cha mẹ không cho biết. Đi ngay mùng 3 Tết.
Rồi hai anh em đi xuống chùa Sa Đéc, chạy xe đạp, quý vị biết không? Từ ở quê thầy mà xuống Sa Đéc á là 100 mấy cây số. 100 mấy cây số, chạy nhỏ lớn đâu có biết chạy xe đạp nhiều đâu. Nó lỡ cái mông hết trơn. Đi về tới dưới đó là 6 giờ chiều, ngay giờ người ta ngồi thiền luôn. Hai anh em lên ngồi thiền, người nào đấy ngồi đâu có nổi. Tại vì cái đau quá, ngồi cứ ẩn tới ẩn lui. Mà quý vị biết bên ngồi thiền người ta có cái cây hương bản. Mà ẩn một cái là ông thầy chia sẻ, ông quất vô cái da vậy nè. Mà bữa đó là thầy là người ăn hương bản nhiều nhất. Mệt quá rồi ngủ gục không à, vô ngồi gục tới gục lui vậy nè. Nó sao tu khó quá vậy, thôi không muốn tu nữa. Cái ông huynh đệ nói thôi gắng đi, tại mình đi xuống mệt mỏi vậy thôi chứ không sao đâu, gắng đi. Thì quý vị biết không, khi dự bảy từng thất đó, gọi là thiền thất, thì lòng của thầy rất là nhẹ nhàng, bắt đầu là không muốn về nữa. Thì từ đó sau là thầy ở nơi đó tu học, tới ngày thầy đi học qua Cần Thơ. Qua học Cần Thơ là chùa của sư ông thầy, là chùa Phật học. Sư phụ thầy gửi gắm thầy qua đó học. Từ học ở đó xong rồi thầy mới lên Sài Gòn học. Thì thầy nói vắn tắt thôi nha quý vị, chứ nói là dài lắm. Thì lên Sài Gòn thầy học trong học viện, rồi phá cao cấp giảng sư. Sau đó thầy mới được đủ duyên đi qua Mỹ, thầy giảng Pháp, Hồng Pháp. Cho nên nói về cái sự mà anh em đi tu ở quê ngày xưa khờ lắm quý vị ơi, không có biết gì đâu. Vô chùa mà tứ nước cũng không biết nữa đó. Tại vì sao, nhà cha mẹ nấu ăn, tối ngày sách cặp đi học xong rồi thầy đó, rồi cha mẹ làm gì làm, chỉ lo. Nói thật sự ra không biết, thầy có nói ấy không chứ, thật sự ra hồi xưa thầy không biết đi chơi. Tối ngày ở nhà học xong rồi lên bàn Phật rồi ngồi thiền. Hồi đó là thầy ngồi thiền nhiều. Mà ông huynh đệ kia cũng vậy, hai anh em nhà kế bên chạy qua là ngồi thiền chung trên nhà thầy. Nhà thầy có cái gác ở trên. Cho nên ngay nhân duyên đó mà tất cả anh em mới biết được Pháp Tu. Đầu tiên là thầy coi cái cuốn sách là Đường Lối Tham Tổ Sư Thiền của Hòa Thượng Thiền Sư Di Lực. Nghe đó nó có một câu là cha mẹ chưa sanh ta ga ta là ai. Nó ủa sao kỳ ta, tu gì mà kỳ vậy, không biết gì hết. Bắt đầu thầy mới hỏi thầm trong bụng, cha mẹ chưa sanh ta là ai. Bắt đầu thầy mới coi cái bộ phim là Tổ Sư Đạt Ma đó. Tổ Sư Đạt Ma ngày cũng tham câu đó nữa. Thầy mình ra, thì ra đó là câu thoại đầu để tham thiền, để có nghi tình, để ngộ vào trong tâm mình. Nghe đó thầy mới về ở chùa Sa Đéc. Thầy tu tới bây giờ thì thầy cũng vẫn là tu theo đường lối tham tổ sư thiền của Thiền Sư Di Lực. Hay với Đạo Phật. Này là cả vắn tắt thôi nghe chú. Dạ, nếu mà cả nhiều quá không có thời gian để cho Phật tử khác hỏi. Hay với Đạo Phật. Mời chú. Người tiệm Pháp Hoa cúng dường vợ, cúng dường con, cúng dường thân thể tứ chi, kể cả cúng dường luôn bản thân mình. Dạ thưa thầy, thì con không hiểu về vấn đề mà như vậy thì cái phước mà cái phước thủ lậu và cái phước vô lậu. Dạ xin thầy về cái câu chuyện đó mà cái về cái câu mà con muốn kể, xin thầy giảng cho chúng con hiểu. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa đó có một vị tu là hiến cho con, rồi hiến cho vợ, phải không? Có thể là lóc thịt của mình để cánh tay này nọ, để làm tất cả những gì người ta cần là cho. Nghĩa là quý vị nên nhớ rằng không phải là thẹo tay, không phải là đưa vợ mình cho người khác, không phải như vậy. Nghĩa là muốn nói tất cả cái vị tỳ kheo đó không còn chấp vào, hay là cái vị cư sĩ đó không còn chấp vào cái sự đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là thân thể của tôi. Nghĩa là không chấp. Hiểu không quý vị? Nghĩa là tất cả họ sống bằng cách là không có bảo thủ riêng của mình. Nghĩa là ai xin cái gì cho anh ấy. Mà có thể là xin thân thể mình cũng cho luôn đó, đúng chánh pháp. Nhưng đó là gì? Hạnh của người Bồ Tát. Mà trong kinh Pháp Hoa muốn nói vậy để làm gì? Để cho chúng ta đừng chấp. Đừng chấp bằng nhà này của tôi, con này của tôi, chồng này của tôi, vợ này của tôi. Nếu chúng ta
nghe được cái phẩm mà Chúa đã nói đó thì không có gì là của tôi cả. Người mà ở ăn với mình 5, 3 năm, 10 năm, 20 năm còn vẫn ngược bỏ mình đi mà, có gì là của mình đâu. Phải không? Các vị thấy nhà người có 2, 3 con, 5, 6 con còn vẫn bỏ vợ đi bình thường. Nếu mà chúng ta không được nghe cái phẩm kinh này, chúng ta chấp là khổ nè. Chồng tôi bỏ đi nè, rồi tôi buồn, tôi ăn nhậu nè, tôi không có lo gì có con cái, thì con mình nó sẽ hư đi. Cho nên mình nghe được phẩm kinh đó, Đức Phật nói chồng này là phải của mình. Lúc đó chưa bỏ đi là chồng mình, bây giờ nó đi rồi là chồng của người ta. Thì như vậy thì tất cả con người chúng ta đừng chấp vào cái sở hữu của con người chúng ta thì chúng ta khổ đau. Bây giờ nó có chuông này của thầy đi, rồi người nào lấy mất thì thầy buồn không? Buồn. Khổ đau không? Khổ đau. Vậy thì chúng ta chấp vào cái này là khổ đau cái này. Vì vậy trong cái phẩm đó muốn nói rằng tất cả chúng ta đừng chấp, để tâm chúng ta vô sở hữu. Nói đơn giản, cái ly này chúng ta cầm như vậy thì chúng ta cầm mấy món khác được không? Đâu được. Cầm cái ly này muốn cầm lại cái bình bông cũng đâu được, và cầm cái chuông đâu được, phải bỏ xuống. Bỏ xuống thì chúng ta mới lấy được cái này, mới gõ vào tiếng chuông mới nghe được. Rồi chúng ta chụp vào cái này mới thấy được cánh bông. Rõ là gì? Vô sở hữu. Vô sở hữu là không còn cái chấp ngủ của con người chúng ta. Nếu cái không gian này mà không có ta đó, không có chỗ trống đó, thì chúng ta đâu có ngồi đây. Có chỗ trống chúng ta mới ngồi đây, gọi là cái sở hữu của con người. Hiểu không chú? Nghĩa là tất cả cái trong phẩm kinh Hốt Hoa đó là ví dụ cho chúng ta không có chấp vào cái cơ thể của chúng ta và không chấp vào những người xung quanh. Đơn giản như vậy đó. Khi mà chúng ta không chấp vào những cái tứ chi của con người mình đó, mình lâm chung mình không có nhức mỏi. Mình lâm chung mình không có tiếc cái thân này, mình đi nhẹ nhàng, tùy theo cái phước báo mình đi. Còn nếu mình chấp thì sao? Đi không được. Tiếc, bỏ thân này rồi kiếm đâu ra. Nhưng chúng ta cứ bỏ đi, sẽ có thân đẹp hơn. Đức Phật nói, cho đi đừng bao giờ đòi lại, thì không bao giờ đòi lại, nó sẽ còn đẹp hơn gấp mấy lần mình đòi lại nữa. Đồng ý không quý vị? Rồi, hôm nay chúng ta đến đây xin kết thúc. Tại vì có buổi chiều nữa, thì có thể tất cả buổi chiều chúng ta có thể ghi giấy hoặc là hỏi trực tiếp để Pháp Nhẫn chia sẻ cho tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử đồng ý không ạ? Vậy thì xin mời tất cả Phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chốn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, kính mời đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy để cung tiễn đại đức giảng sư Hồi Quy Phương Trượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.